Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vịt đứng Maloc. Hôm nay sẽ đi đường tốt nha các bạn. Tại vì bạn Timmy, phải không? Đúng rồi, Timmy bạn ấy đi đường ở Spot rồi. Nói ra thì mình sẽ phải đi đường tốt thôi. Hôm nay mình sẽ chơi cái trận đầu tiên của mùa giải mới trên cái nick MP quá này nha các bạn. Hôm qua thì hôm qua mình vừa mới cập nhật xong, thì cũng như là reset rank xong. Thì mình hôm nay vào hôm qua mình chơi, hôm nay mình mới bắt đầu chơi các bạn ạ. Đây là trận đầu tiên trên cái nick của mình trong cái bảy chuỗi 7 trận đầu tiên đấy các bạn. 7 trận thì mình thấy nó đưa mình xuống kim cương 1. Chắc có lẽ mình đánh xong 7 trận thì khả năng nó sẽ lên được tinh anh 4 hoặc là tinh anh 3 rất là cao. Nói chung là mùa trước hình như là mình 20 sao hay gì, đúng rồi thì nó cũng chỉ được từng đấy thôi. Nói chung là không sao cả, cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ đi các bạn. Có hỏi đầu khó, dám mà cái game thì hôm nay đi top nha. Timmy bạn ấy dành đi support cơ mới ghê chứ. Mình tính đi support, nghe nói support ở cái meta này nó gọi là vô đối luôn đấy các bạn ạ. Ủa. Rồi bạn Timmy bạn đi top hay là đi support đây ta? Thế bạn cầm tốc hành mình cảm thấy nó hơi sai sai. À đi support hả? Hả? Bữa ba vẫn gì? Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó một món áo choàng thần gia nha các bạn. Chém nè, băng nè, măng này, quăng quăng dơi nè. Sau khi mà cái cập nhật cái phiên bản mới thì mình cảm thấy nó đôi chút lạ lạ một tí 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 các bạn ạ. Hơi lạ lạ một téo thôi. Nhưng mà đối với mình thì cũng không có gì mà gọi là quá khó khăn. Quá khó khăn đâu mình nhìn gì? Bây giờ bạn nhìn cái gì? Bạn nhìn cái gì? Một đánh nhau đúng không? Ý giời ơi, tưởng cái gì đánh nhau thì bay vào. Mình chả sợ vì được ai mới đi thế nào. Thích là mình nhích thôi. Các bạn thấy không? Chém này, chém này. Bây giờ khi mà mình giết được con quái, nó hiện cái thanh kiếm màu vàng vàng ấy, nhìn bựa vãi trưởng. Không biết ngày xưa có không ta? Hình như ngày xưa không có hay sao á. Nói chung nó cập nhật nhiều thứ lắm. Trông cái kiểu giống như là con lính nó, trên bản đồ nhỏ nó to hơn này. Rồi cái trụ trông nó cũng lạ hơn này. Nó đi định ăn cái con chim của mình à? Ôi giời, ôi giời ơi. Bơi vào đây mà kiếm chim này. Ai da, úi giời ơi, rồi xong luôn. Trời, đánh từ sáng đến trưa mà từ trưa đến tối chim gần chết nó ra là KS mất tiêu của mình luôn. Trời ơi là trời. Chắc là phải khô máu với nó quá. Chơi không? Bây giờ bạn chơi không? Thôi kệ bạn ấy luôn đi ha. Đi ra đường, tính xuống đường dưới cái. Nhưng mà chẳng may nó lại mai phục mình. Nó lại bắt cóc. Thằng trên thằng dưới nó lên đầu gối xuống chỏ. Nó hự hạ một cái là chết mình luôn. Lúc đó sao mà mình đỡ được. Ôi wow, đông như ta. Úi dồi ôi. Thôi. Bật tốc hành mà chạy thôi. Không chơi được. 2-1 không chốt cũng què. Nhung mì là ăn nhì các bạn ạ. Chứ còn mình cường cứng một hổ báo cáo trồn là chết ngay. Mọi người đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh với. Chắc có lẽ trong cái thời gian 1 hoặc 2 ngày tới thì mình sẽ bắt đầu live stream lại ở trên kênh YouTube của mình ấy các bạn. Hy vọng các bạn sẽ vào chơi game cùng tụi mình nha. Eo ơi. Dạo này kênh mất tương tác quá. Chắc phải live stream thôi. Wow, hãy xem tôi đây. Lên trời. Yeah, chém. Ủa, à đẩy à, chém. Hẳn. Ôi giời ơi, chạy đâu. Ủa, Timmy kìa. Timmy rất là húng nha các bạn. Húng chó này. Yêu ơi, Amelie ơi, bình tĩnh bạn ơi. Chém cho một cái này, một em. Ui, rồi đi về. Một mạng đầu tay rồi. Thôi không quay lại đâu. Tính quay lại gọi là hỗ trợ anh em. Sao mắt gì nào nhờ. Sao ai nhắc mình thế. Các bạn cứ bình tĩnh thôi. Đang chơi game bạn cứ nhắc. Từ từ clip sẽ được đăng đúng vào thời gian và đúng giờ đúng giấc. Đâu có phải là mình muốn đăng lúc nào là mình đăng đâu. Hình clip của mình hiện tại vẫn đang đăng ở trên 3 khung giờ nha các bạn. 8 giờ và 3 giờ chiều. Hay còn gọi là 15 giờ ở trên kênh Anh Hảo. Còn kênh Anh Hảo Live thì là 19 giờ nha các bạn. Mà nào muốn xem clip thì
có thể căn những khung giờ và vào kênh mà riêng thôi các bạn ạ. Thì hiện tại bây giờ mình vẫn đang chờ game tốc chiến ra mắt, thì mình sẽ không làm clip liên quân trên kênh Hảo Lai nữa mà mình chuyển qua làm tốc chiến ở trên kênh Hảo Lai. Còn kênh anh Hảo thì mình sẽ làm chuyên về Liên Quân Mobile tháng 7 tại Wi-Fi. Đấy, các bạn tính có hợp lý không? Cái này mình dự tính lâu lắm rồi mà đợi chờ cái game tốc chiến nó ra mà nó méo ra các bạn ạ. Đợi chờ mãi thôi. Tại vì liên quân của mình bây giờ kiểu giống như là không còn ai quan tâm nữa. Các bạn có thể thấy lượt xem của mình có 20 mấy nghìn các bạn ạ. Eo, nhìn đôi lúc nhìn cái lượt view thấy nó buồn rơi nước mắt, cháy nước mũi. Nhưng mà vì cái lý do mà rất là nhiều bạn, chung là 20 mấy nghìn là cái số lượng không phải là ít các bạn. Là 20 mấy nghìn mắt xem, 20 mấy nghìn người xem ấy là cũng nhiều lắm ấy các bạn. Vẫn còn xem ủng hộ mình thì phải cố gắng thôi. Chàm clip cho các bạn xem thôi. Ủa, xịt luôn cái đấy. Kinh quá nhỉ. Đánh ulti cơ nhưng mà sợ bạn ấy sử dụng cái chiêu cuối, bạn ấy đẩy mình vào trụ. Lúc đó lại bảo ngu ngây. Chết luôn đấy. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Oh yeah. Chém, phẳng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chơi nè, chơi nè. Ây da da, ây da da, giày hộ vệ nha. Wow, thịt là đông quá đi. Hãy xem ta đây. Yeah, hút vào chém. Mày hư nè. Chơi nè, chơi nè, chơi nè. Vô đây mà kiếm ăn này bạn ơi. Vô đây mà kiếm ăn này bạn nè. Oh yeah, come on, come on, come on, come on baby. Oh, oh, hay quá Timmy ơi. Rồi Timmy chết ngắc luôn rồi. Rồi bạn ở bên đó mình sao mà qua được bây giờ. Ồ, sơi mấy con quái này. Sơi mấy con quái này chơi coi. Một con, hai con, ba con quái, bốn con quái. Chém mà nè. Chém mà nè. Đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Whip nghe nói được tăng sức mạnh mà các bạn. Hôm nay mình tính chơi whip đấy. Nhưng mà đồng đội mình nó giành hết mất cả những xạ thủ rồi. Với lại whip các bạn cũng lấy rồi. Mà bắn cái gì đây? Hả? Ôi giời ơi, cái thế này nào nhở. Chán bạn thì thân chứ. Bạn bắn tớ xuống giống như mũi đốt inox thì cứ có bắn máu đâu. Ẻn. Amelie, Amelie. Đứng lại coi, hãy xem Hảo đây. Lên chơi. Hụt ra, hụt ra, hụt ra. Chơi này, chơi này. Ôi. Caffeine nó lại xịt cho cái. Răng môi lẫn lộn nó trộn lấy nhau luôn. Thế linh đấm cái gì. Bạn phải cho tớ cơ hội tớ thỏa sáng với chứ. Đâu rồi, có ăn hàng đâu rồi. Trang phục ma lốc này nhìn cái cánh của nó to thế nhỉ, giống như là nặng đít đi, sợ đi không nổi thôi chứ. Này là cũng may là trong nhân vật game đấy, ngoài đời mà cánh kiểu này thì có mà mẹ xách đít cũng không được ấy chứ, đừng có nói đi, đừng có nói đánh với chả đấm. Đúng rồi, chơi nó đi, chơi nó đi, đúng rồi, chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi. Đúng rồi, phang nó, phang nó, ui. Wow, thiệt là ghê quá đi. Chơi nè, oh man. Hãy xem Hảo đây. Chém nè. Bay lên, bùm chú. Ui dồi, ôi Caffeine nó ăn mạng như nhái luôn. Mình chả được mạng nào, toàn hỗ trợ các bạn ạ. Vai trò của vị tướng đấu sĩ thì mình nghĩ rằng cũng không đến mức độ phải ăn nhiều mạng gì cho nó lắm. Đối với vị tướng Malok thì đối với như mình thời điểm hiện tại như là 107 là cũng được rồi các bạn ạ. Cố gắng làm gì, tiền thì cũng chẳng thua kém ai. Cái quan trọng là mình đi top vẫn hơi gà các bạn. Nhưng mà nếu mà cần thiết thì mình vẫn có thể tỏa sáng để mà gánh tem như là những vị tướng sát thủ hay là xạ thủ bình thường. Trời ơi, mình đi top hơi bị ghê á. Đáng sợ lắm luôn á. Ấy, ấy, hút này, chơi này, chơi này. Không bao giờ mình chơi được 2 trận. Thật sự luôn. Là một trận về vị tướng á, mình có làm clip luôn đấy các bạn. Thì một trận mình làm clip hồi sáng đó. Mình có thấy trong đồng đội mình nó cấm Nakaroth. Mà trận này họ cũng cấm Nakaroth. Ủa sao Nakaroth mạnh quá hay sao cấm nhỉ? Mình thấy bình thường mà ta, đâu đến mức độ phải cấm, gọi là cấm đoán, không như chơi đâu. Có lẽ nó sẽ ăn bùa đó. Đấy, mình đứng đây mình dình nó. Ủa? Ôi trời ơi, bộ đó đấy không ăn à? Ôi giời, không ăn thì để mình ăn cho à? Tưởng cái gì? Ăn uống nó là cái nghề rồi. Trước đây mình có ăn rất là nhiều món, cũng như ăn rất là nhiều mà không mập được.
thật sự luôn. Nhưng mà bây giờ thì khác nha các bạn. Bây giờ thời điểm hiện tại bây giờ khác nha. Ôi dồi ôi, mình ăn xong nó béo các bạn ạ. Eo ơi, tin được luôn, béo luôn đi. Bụng bây giờ to vãi chưởng luôn. Thật bá đạo. Tại vì nhiều bạn không để ý chứ. Nhìn cái oh. Nếu mà mình các bạn để ý mấy cái clip quay vlog vào thời điểm hiện tại bây giờ, yêu nó béo vãi chưởng luôn. Ngày xưa mình ăn nhiều. Ăn mà mình cứ tưởng hình như trong bụng mình nó có mấy con giun hay sao. Mình ăn được bao nhiêu mấy con giun nó ăn hết hay sao, mình không béo được luôn ý. Lúc đầu nhiều lúc mình suy nghĩ vậy luôn. Mình có nhiều lần mình nghĩ chắc phải mua thuốc tẩy giun về diệt chúng nó. Thế mà cuối cùng bây giờ béo luôn các bạn ạ. Giờ không dám ăn nữa. Sợ béo quá, béo nó xấu vãi chưởng ra luôn. Ấy da, bùm chiêu, hút vào nè. Chơi nó, ủi ra kìa, ra kìa. Con hàng kìa. Tóc vàng của tôi không có, có là mình chơi nó rồi. Đừng có sợ, để nó mình qua mình xử nó cho. Mình sẽ chơi, ô mình sao con Timmy nó lại lao vào đập một cái chết luôn ra thế nào nhở. Nó đáng sợ vãi chưởng. Chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, chơi này. Chém một cái này cho ôi trời ơi, một búa mồng ông nè, biết chưa các bạn, thấy đáng sợ chưa? Ai chà chà, bơi này, bơi này, bơi này. À, hôm hôm qua thì hồi có clip buổi sáng mình cũng lên mình có đọc comment đấy, thế bạn kia bạn bảo đứng đây phá mắt như mắt eo su nào, phá chỗ nào mình nhớ là không phá được đâu, nó hiện lên vĩnh viễn hay sao á. Đúng không? Nè, mình đứng đây từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối có thấy nó phá đâu. Chả biết nó phá, thấy mấy bạn bảo là đứng phá như chiêu mồi của Elsu. Thế luôn. Yeah, bùm chiêu, hãy xem hảo đây, cân hết. Một mình hảo, chớp hết. Một mình hảo, chớp hết. Chớp hết, chớp hết, chớp hết đậu xanh. Bổ tui nó ăn mạng hết trơn luôn. Hết trơn luôn, chán thì cái trơn. Đầu chết hết rồi. Không phải là nó kiểu như cái mắt đó nó có một thời gian đấy các bạn. Nó sẽ sáng một thời gian thôi. Đây này, chém bổ vào mông này à. Sau một thời gian nó sẽ tự mất hay sao ấy. Rồi xuống giờ mới đâm ra mình cũng hơi lạ chút. Mới kệ, không sao. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi clip của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bù lực comment để ủng hộ giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào clip sau. Bye bye. Trận đầu tiên là win này các bạn. Không biết các bạn trận đầu tiên của các bạn khi mà reset rank thì các bạn thắng hay là thua? Hãy comment ở bên dưới phần bình luận giúp mình với nha. Bạn nào muốn mua nick thì vào số của mình dưới phần mô tả video hoặc mình sẽ ghi cái bình luận ở trên cùng để cho các bạn dễ dàng truy cập nha. Bye bye mọi người. Nhận thưởng à? Gì đây? Mình mối à? Thôi, ok, bye bye mọi người.